Không chỉ đơn thuần phục vụ công tác phòng chống thiên tai mà hiện nay hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh đã và đang được đầu tư xây dựng theo hướng đa mục tiêu nhằm phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân. Âu Kim Đài là dự án có ý nghĩa quan trọng về cả trước mắt và lâu dài đối với công tác chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn, ngăn lũ và thủy triều dâng, giảm thiểu tác động ngập úng, đồng thời tích nước ngọt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho người dân ở nhiều địa phương. Trước đây chưa có cái công trình Âu này thì về cái công tác sản xuất nông nghiệp thì cứ phải trông chờ vào thủy triều. Và khi nước mặn mà mình không điều tiết thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của lúa, chăm bón kể cả cây cối hoa màu. Nhưng mà từ khi mà có cái công trình Âu Kim Đài này thì bà con nhân dân ở xung quanh chúng tôi đây là sản xuất rất là thuận tiện, lấy nước ngọt chủ động, lấy lúc nào cũng được, nước đảm bảo lúa rất là tốt, kể cả về sinh hoạt, sinh sống bà con nhân dân rồi đến cái cây trồng sản xuất nông nghiệp là rất là phù hợp và rất là có hiệu quả. Cùng với Âu Kim Đài, thời gian qua, Ninh Bình luôn chú trọng công tác quy hoạch, đầu tư nâng cấp, sửa chữa, xây dựng nhiều công trình thủy lợi. Đơn cử như tuyến đê tả hữu sông Hoàng Long, đập tràn Lạc Khoái tại huyện Gia Viễn. Các công trình này không những đáp ứng hiệu quả công tác phòng chống thiên tai mà còn giúp người dân trong vùng yên tâm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, hữu cơ, nâng cao giá trị canh tác. Khi được nhà nước đầu tư kênh mương thì nhìn chung là vấn đề tưới tiêu thì nó cũng đã đáp ứng được, đảm bảo cho những cái diện tích mà nó trũng thì không bị ngập, mà cao thì nó có nước. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những năm qua hàng nghìn km kênh mương thủy lợi nội đồng đã được kiên cố hóa, nhiều công trình thủy lợi đa mục tiêu được xây dựng mới, làm đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Hiện nay thì hệ thống thủy lợi cũng đã từng bước phát triển và kết hợp được đa mục tiêu. Với cái tầm quan trọng như vậy thì phương hướng phát triển hệ thống thủy lợi của tỉnh Ninh Bình trong cái thời gian tới như sau. Thì thứ nhất là khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn nước để chống suy thoái và chống cạn kiệt nguồn nước, để đảm bảo cái an ninh nguồn nước cũng như bảo vệ cái môi trường nước. Thứ hai nữa là ứng dụng cái khoa học công nghệ vào cái công tác quản lý vận hành các cái hệ thống công trình thủy lợi để đảm bảo là ngăn mặn và chống xâm nhập mặn để phát triển một cách bền vững. Hệ thống thủy lợi được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ và ngày càng hiện đại đã góp phần khắc phục được tình trạng lũ lụt, xâm nhập mặn, khô hạn ở nhiều vùng sản xuất như Gia Viễn, Kim Sơn, Tam Điệp, Nho Quan, tạo đà để kinh tế nông nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển, nâng giá trị sản xuất năm 2021 đạt trên 143 triệu đồng một hectare.